em Bình. Hello Linh. Trời ơi, sao hôm nay nhìn mệt mỏi quá vậy? Gần Tết rồi, mấy bạn rủ nhậu tối qua nhậu quá trời quá đất. Giờ tới giờ vẫn chưa hết xỉn. Rồi có làm gì cho đỡ xỉn chưa? Đâu có đâu, đâu biết làm gì đâu. Xưa giờ nhậu xong rồi đợi nó hết rượu thì hết xỉn thôi chứ đâu biết làm gì đâu. Rồi Bình xỉn rồi Bình chạy xe đến đây vậy hả? Đâu có, nãy bạn chở tới á. Ồ, vậy thì tốt, Linh tưởng Bình chạy xe đó hả? Là nguy hiểm lắm á nha. Uống rượu đâu dám lái xe đâu Linh, bị phạt chết. Yên tâm đi, bây giờ vô Linh sẽ chỉ Bình một số cách để giúp Bình giải rượu, làm việc khỏe khoắn hơn. Còn đó. Chắc chắn rồi. Ok, thôi đi vô. Mai Linh xin chào quý vị đến với chương trình Cẩm Nang Cuộc Sống. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán Việt Nam đang đến gần. Chúng ta không thể nào từ chối những buổi tiệc tất niên họp mặt gia đình và bạn bè. Nhưng Tết Việt Nam tại Mỹ thì hoàn toàn khác so với Tết ở Việt Nam. Đó là ngày hôm sau thì chúng ta vẫn phải đi làm bình thường. Nên những ai có lỡ uống quá chén thì ngày hôm sau họ vô cùng mệt mỏi. Và Mai Linh có thể nói là họ lết đến chỗ làm với một cái đầu đau nhức và cơ thể mệt rã rời. Quá chén không chỉ khiến quý vị mất vui mà còn gây tác hại về lâu dài. Vậy có cách nào giải được bia rượu nhanh chóng không? Mai Linh xin mời quý vị cùng theo dõi nhé! Đầu tiên đó là trước khi uống rượu thì chúng ta uống một ly nước chanh có thể giúp cho chúng ta hạn chế nguy cơ gục ngã trên bàn tiệc. Quý vị có thể uống nước chanh chỉ pha một ít đường thôi trước khi vào cuộc. Và nếu chịu được đồ chua thì quý vị có thể ăn chanh mà không cần đường. Ngoài ra một chút giấm ăn hay là các loại trái cây chua cũng có tác dụng bởi vì axit trong chúng có thể giúp trung hòa chất cồn trong rượu. Tiếp theo đó là ăn lòng trắng của trứng gà. Lòng trắng giàu loại protein khiến cho cồn trong rượu bị kết tủa lại, từ đó giảm bớt lượng cồn hấp thu vào trong máu. Mặt khác thì nó còn giúp tránh hiện tượng bỏng niêm mạc dạ dày do rượu gây ra. Hoặc nếu quý vị có thể ăn đậu xanh hoặc là uống nước vỏ đậu xanh, thì đậu xanh là loại thực phẩm có khả năng phân hủy các loại độc tố rất là tốt. Theo Đông y thì đậu xanh bồi bổ nguyên khí, làm mát gan, giải được nhiều thứ độc. Thứ hai đó là trong khi uống rượu thì Mai Linh có biết một số món ăn giúp giải độc chất cồn như là củ cải trắng, rau cần, cam, quýt, dâu tây, chanh, các món ăn chế biến từ đậu xanh. Quý vị không nên chỉ uống suông mà cần ăn nữa. Và nhớ là khi ăn kèm thêm các món ăn trên. Và tiếp theo đó là tình trạng sau khi uống rượu, có nhiều quý ông đã gục ngã vì quá chén. Và nặng hơn nữa đó là ngộ độc bia rượu. Y học cho rằng say rượu là hiện tượng nhiễm độc rượu cấp tính. Quá say còn có nguy cơ đe dọa đến tính mạng. Do đó cần phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Người bị nhẹ thì có các triệu chứng như là đỏ mặt, đi lại, liêu xiêu, đầu óc thì quay cuồng, nói năng thì lung tung. Mai Linh có một số cách đơn giản và nguyên liệu khá dễ tìm trong gian bếp để quý vị làm những bài thuốc, những món ăn hay đơn giản, chỉ là đồ uống, giải rượu đến cho quý vị. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ làm cho gây nôn. Đó là đối với phương pháp này, nếu quý vị mới uống và cảm thấy say nhẹ, còn tỉnh táo thì quý vị có thể gây nôn bằng cách là đè hai ngón tay vào trong cuống lưỡi. Rượu theo chất nôn ra ngoài có thể làm giảm đáng kể lượng rượu trong dạ dày. Tiếp theo đó là ăn đậu phụ. Nếu quý vị tự cảm thấy là uống rượu đã hơi quá chén thì hãy ăn một ít đậu phụ. Trong đậu phụ có chất axit amin quan trọng có thể giải được độc tố của cồn. Tiếp theo nữa đó là chúng ta có thể dùng gừng tươi. Quý vị dùng một củ gừng, sau đó thì chúng ta thái từng lát nhỏ khoảng 60g gừng tươi. Sau đó thì chúng ta đem sắc nước uống. Ở đây thì Mai Linh có gừng tươi, Mai Linh bỏ vào trong ly. Quý vị cho 60g gừng tươi vào nhé. Vị gừng nóng làm cho các mạch máu lưu thông tốt hơn, từ đó hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể. Và có thể cho thêm vào trong nước gừng nóng một thìa nhỏ mật ong để có thể hấp thụ nhanh và giúp giải say rượu. Và tiếp theo nữa đó là uống nước mía. Khi mà say rượu thì chỉ cần uống một ly nước mía hoặc là nhai mía sẽ có tác dụng giải rượu nhanh chóng nhất. Nếu không có sẵn nước mía thì chúng ta có thể vắt nước của quả cam, quả quýt hoặc là chúng ta cũng có thể ăn các loại quả như là quả lê, táo
cũng làm cho chúng ta giải rượu. Ngoài ra, dùng chanh tươi vắt nước uống hoặc là ăn chanh thái lát mỏng rất tốt cho người say rượu. Và một nguyên liệu dễ tìm khác nữa đó chính là cà chua. Cà chua thì cũng giải rượu và cách dễ làm nhất là uống một cốc nước ép cà chua chín. Trong cà chua có nhiều nguyên tố sẽ kịp thời bổ sung cho cơ thể. Tiếp theo đó nữa đó là nước ép bưởi. Ăn bưởi hoặc là uống nước ép bưởi cũng có tác dụng làm tỉnh rượu và giải ngộ độc rượu. Quý vị cũng có thể dùng trà xanh, vì trong trà xanh có chất axit tannin thử được chất cồn trong rượu, nên khi chúng ta cho người say rượu uống một ly trà xanh pha đặc cũng sẽ giải ngộ độc rượu rất là tốt. Tiếp theo nữa đó là đậu xanh. Khi chúng ta ăn các sản phẩm được chế biến từ đậu xanh khoảng từ 10 cho tới 30 gram hoặc là giã từ 5 cho tới 10 gram đậu xanh cả vỏ nhé. Sau đó thì chúng ta pha đường uống hoặc cũng có thể ăn cháo đậu xanh. Tiếp theo nữa đó là một loại đậu, đó là đậu đen. Quý vị hầm đậu đen cho nhừ rồi uống liên tục từng chén sẽ có tác dụng giải ngộ độc rượu. Và rau cần cũng có thể giúp chúng ta giải được rượu. Rau cần thì chúng ta cần một nắm rửa sạch, sau đó thì giã nát rồi vắt lấy nước cốt hoặc là xay nhuyễn, pha chút đường uống từ từ. Nước cốt rau cần không chỉ làm tỉnh rượu mà còn giúp cho người say không bị nhức đầu sau khi tỉnh rượu. Và một cách nữa là chúng ta có thể pha một cốc bột sắn dây và vắt vào đó một chút chanh để uống. Một lúc sau sẽ tỉnh táo trở lại. Sắn dây cũng giúp cho gan đào thải được độc tố. Cách tiếp theo đó là uống cà phê. Cà phê có tác dụng khá mạnh trong việc gây hưng phấn, lợi tiểu và giải rượu. Sau khi uống say, nếu có hiện tượng ngủ mê mệt, thiếp đi thì chúng ta có thể dùng nước sôi pha cà phê đặc và uống nhiều lần, một lúc sẽ tỉnh lại. Thêm một cách khác đó là cháo nóng nấu loãng. Chất cồn trong rượu khi gặp nước cháo loãng sẽ bị ngưng tụ, làm cho cơ thể không hấp thụ được chất cồn, giảm được tình trạng say. Thưa quý vị, các loại thực phẩm trên chỉ làm giảm bớt phần nào tác hại của rượu. Và để bảo vệ sức khỏe của mình thì điều quan trọng nhất là quý vị cần biết làm chủ bản thân để không uống quá nhiều. Và có một lưu ý quan trọng mà Mai Linh muốn nhắc quý vị, đó là khi quý vị uống say rượu, tuyệt đối không được uống nước ngọt có ga. Trong nước ngọt có ga, khi mà chúng ta uống lẫn với rượu sẽ làm cho cồn nhanh chóng hấp thụ vào cơ thể, sản sinh ra một lượng lớn anhydrid carbonic rất nguy hại tới dạ dày, gan, thận, tim và huyết quản, làm cho huyết áp tăng cao và có thể dẫn đến hôn mê. Thưa quý vị, Mai Linh vừa gửi đến quý vị những cách đơn giản để giải bia rượu và nguyên liệu thì rất là dễ tìm, không cần phải chạy. Mai Linh thấy đa số người say rượu là quý ông và các quý anh, nên Mai Linh nghĩ có lẽ người giúp cho các quý ông giải rượu chỉ có là những người phụ nữ mà thôi, những người phụ nữ thân yêu trong gia đình hoặc là bạn bè của quý vị. Cho nên quý ông và quý anh luôn nhớ là yêu thương và trân trọng họ nhé, vì họ luôn chăm sóc cho quý vị kể cả những lúc say, phải không ạ? Và Mai Linh cho rằng cũng không thừa để gửi lời nhắn gửi đến quý vị không lái xe khi quý vị đã uống bia rượu. Thà trễ một chút nhưng chúng ta an toàn khi quay trở về nhà, đúng không thưa quý vị? Thưa quý vị, vì thời lượng chương trình có hạn, Mai Linh xin tạm ngừng tại đây. Cảm ơn website vietshoppingtv.com đã bảo trợ cho chương trình này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về cho Mai Linh và ekip thực hiện chương trình tại email vietshowtv@vstv.tv. Quý vị cũng có thể coi lại chương trình tại website www.vstv.tv. Ngoài ra, quý vị có thể viết thư về địa chỉ Vietshow TV số 2114 Central Road, số 22 San Jose, California 95112. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại ở số là 1888-504-0888. Mai Linh xin chúc quý vị có những buổi tiệc thật vui vẻ bên gia đình và bạn bè trong những ngày đầu xuân. Và luôn có một tinh thần tỉnh táo, minh mẫn để niềm vui luôn kéo dài. Mai Linh xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.